chứng bệnh trí nhớ quá độ. Trí nhớ tốt quá mà cũng là bệnh hả? Trên đời này có thứ bệnh như vậy hay sao? Đây không phải là thiên tài mà là một loại bệnh hả? Có trí nhớ tốt cũng là mặt tốt, nhưng vấn đề ở chỗ muốn quên cũng không thể quên được, dù chỉ một chút. Từ lúc còn nhỏ tôi cứ nghĩ mọi người rất kỳ lạ. Họ quên những gì mình đã nói, quên cả những chuyện mình đã làm. Còn riêng tôi thì cứ nhớ như in từng chuyện một. Rốt cuộc tôi mới là người kỳ lạ. Cậu nói cậu nhớ tất cả mọi chuyện mà không hề quên một chút nào hay sao? Phải. Đó là bệnh năng y hiếm gặp. Từng ký ức cứ hiện rõ mồn một trong đầu, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, rồi cả những cảm nhận tại thời điểm đó nữa. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Nè, tôi không ngờ là trên đời lại có loại bệnh như vậy đó. Chắc cũng có người khác mắc bệnh đó nữa hả? Trên thế giới này chỉ có hơn chục người thôi. Ở nước chúng ta, ngoài tôi ra vẫn chưa phát hiện ra trường hợp nào hết. Có một luận gia nghiên cứu về chứng bệnh của tôi, nhưng là nghiên cứu không công bố danh tính, nên ngoài người nhà và những người thân thiết, không có mấy người biết chuyện của tôi hết. Chuyện tôi bị mắc chứng trí nhớ quá độ. Trong suốt 2 năm cậu làm biên tập viên, tôi đã không hề lo nghĩ gì. Vốn là không có gì phải lo nghĩ. Cậu là một nhân tài hiếm có, nhờ cậu mà Newsline mới được như bây giờ đó. Nhưng chuyện hôm nay là sao đây? Tình hình trở nên tệ hại hơn rồi à? Vì bệnh của cậu đã trở nặng hơn cho nên bây giờ là lúc tôi cần phải lo nghĩ rồi hả? Hôm nay đúng là tôi đã gây lỗi không thể chấp nhận được, rồi gặp phải tình huống trùng hợp đến khó tin. Sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Chắc không đó. Cậu đảm bảo 100% chứ? Tôi tin cậu cũng được phải không? Tôi đã biết nguyên nhân rồi, nên sẽ cố gắng tránh đây không lặp lại nữa. Xin cô đừng lo lắng. Được rồi, tôi biết rồi. Thay vào đó, chỉ cần một lần nữa thôi là tôi sẽ không tin cậu đâu. Tôi biết trưởng phòng là người minh bạch trong công việc, xin đừng lo lắng. Thôi được rồi, cậu đi đi. Tình trạng của cậu nghiêm trọng hơn tôi dự đoán đó. Rượu cũng là một nguyên nhân, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính hả? Lời mà Yohachin nói lúc đó. Em ghét những thứ phức tạp. Em chỉ sống mà đếm từ 5 tới 6 thôi. Chỉ cần đếm đủ những con số trên đầu ngón tay là được rồi. Anh có nghe qua câu này ở đâu rồi thì phải? Đây là câu nói có ghi rõ ràng ở trong sách kia mà. Anh không biết hả? À, có cái chuyện mà anh không biết hay sao? Vốn dĩ là không biết, nhưng bây giờ thì đã biết rồi. Gì chứ? Đó là câu nói mà em thích, cho nên anh cũng phải ghi nhớ luôn đó. Anh sẽ không bao giờ quên đâu mà, em đừng lo. Wow, đúng là đáng ghét. Nhìn anh thật là đáng ghét quá. Chúng ta đi thôi, trễ quá rồi đó. Phải đi rồi sao? Ở lại thêm lát nữa đi, thời tiết đẹp như vậy mà. Em sẽ bị trễ buổi tập đó. Tối nay anh cũng có cuộc họp còn gì. Ở lại thêm một chút nữa thôi. Vậy đúng 10 phút thôi nha. Em không thấy 10 phút quá ngắn hay sao chứ? Em sẽ khiến 10 phút của anh dài như là một tiếng cho mà coi. Bằng cách nào hả? Như vậy đó. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Anh sẽ nhớ nó suốt đời. Em yêu anh. Đó là câu nói mà trước đây Seo-yeon rất thích. Khi nghe được câu nói đó, khiến tôi chợt nhớ lại ký ức xưa. Nhưng mà câu nói đó không phải xuất hiện trong cuốn sách nào sao? Có lẽ do Hachin đã đọc cuốn sách đó. Không phải. Tôi có hỏi thử rồi nhưng không phải. Cô ấy nói bản thân thường không đọc sách cho lắm. Có vẻ như đã đọc đâu đó trên SNS. Vậy sao? Mọi chuyện đúng là trùng hợp một cách đáng ngạc nhiên đó. Tóm lại, nguyên nhân của sự cố hôm nay có hai điều. Nói một cách chính xác thì chỉ có do Hachin mà thôi. Bởi vì cô ta nên tôi mới uống rượu. Vậy
Chắc sau này sẽ không mấy khi cần phải gặp cô ấy rồi. Không phải là không mấy khi, mà hoàn toàn không có. Nếu có thì cũng chỉ là gặp lại khi phỏng vấn mà thôi. Nhưng chuyện đó thì tôi có thể lo được. Trưởng phòng gọi điện tới rồi. Nói với cô ấy không thể viết năm trang kiểm điểm, kêu cô ấy giảm bớt đi. Alo. Bây giờ sao? Bây giờ là 1 giờ sáng mà. Có chuyện gì vậy? Tôi vào đánh cửa rồi đây. Tại sao cô cứ gọi hối hoài vậy chứ? Bộ cô say rồi sao? Uống một mình đến say như vậy à? Lại gặp nhau rồi, biên tập viên Ly. Đến rồi hả? Nhanh vào đi. Ơi, cậu nè, thiệt anh là... ngồi đi. Gặp tiền bối mà, xem mặt của cậu kìa. Cậu nghĩ là chỉ có tôi với cậu ở đây nên mới làm cái vẻ mặt đó hay sao? Có Hà Chiên ở đây cho nên cậu vui lắm có phải không? Nhìn tôi giống vậy lắm hả? Cô đã say lắm rồi có đúng gì không? Có tôi ở đây anh bất ngờ lắm có phải vậy không hả? Phải, đúng là bất ngờ. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là cô lại ở đây đó. Chắc là anh bất ngờ lắm rồi. Ánh mắt đó của cậu là có ý gì chứ? Cậu là người làm hỏng chương trình mà chỉ một mình Hà Chiên bị ném đá thôi. Cậu không cảm thấy có lỗi với cô ấy hay sao chứ? Vì tôi mà cô bị ném đá sao? Ừ. Anh không biết sao, mọi người nghĩ do tôi tức giận ra khỏi trường quay nên là mới làm hỏng chương trình ngày hôm nay. Vì vậy mọi người đang ghét tôi lắm. Nhưng mà không sao, chắc chắn ít ngày nữa mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi, nên là mọi người không cần phải lo gì hết đâu ha. Cô đúng thiệt là, cô đúng là người suy nghĩ tích cực thiệt đó. Để làm được và trụ vững ở trong ngành này thì tinh thần thép là một điều quan trọng nhất. Tinh thần của cô đúng là số 1. Tửu lượng cũng cao nữa chứ. Đất nước cần có những người tài năng và xinh đẹp phóng khoáng như cô đó. Lâu lắm rồi tôi mới thấy. Tủ lượng của tôi vốn cao lắm đó. Vậy thì chúng ta không thể nào ngồi không trước chai rượu ngon như vậy được. Cô thấy tôi nói có đúng không? Dạ phải đó, đem rót cho. Ôi trời ơi, cô đúng là uống giỏi thiệt đó. Đợi chút, không cần rót cho tôi. Hai chúng ta uống với nhau được rồi. Cạn nha. Anh không muốn được rượu hả? Tôi không uống được rượu và cũng không thích uống rượu. Ờ, vì vậy mà lúc nãy anh mới như vậy. Vậy thì anh thích gì chứ? Tôi không thích gì hết. Rồi, làm sao con người lại không thích cái gì được chứ? Còn sở thích của anh thì sao hả? Tôi cũng không có sở thích gì đặc biệt hết. Ôi, thiệt là tôi không nói nổi cậu nữa. Ôi trời, xin lỗi nha, tôi có điện thoại.